Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng trụ trì chùa Giác Minh. Con cung kính bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức trú xứ tại chùa Giác Minh. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Minh. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ chào tạm biệt năm Canh Tý để bước sang năm Tân Sửu. Năm Canh Tý trôi qua, năm 2020 trôi qua với rất nhiều những điều mà chúng ta cảm thấy là đau buồn, đúng không ạ? Nào là thiên tai lũ lụt lớn ở miền Trung, nào là đại dịch Covid hoành hành, và cho đến tận bây giờ thì cái đại dịch Covid đó vẫn ảnh hưởng rất là nhiều đến với đời sống Việt Nam của chúng ta nói riêng, cũng như là rất nhiều nước trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, chúng ta là người đệ tử Phật, mình nhìn cái đại dịch Covid này với một tâm thái nhẹ nhàng, lạc quan hơn. Nhẹ nhàng là nghĩa là sao? Tại vì chúng ta biết mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, mọi thứ đều có nhân quả của nó. Không tự nhiên mà xuất hiện một con virus mà có sự lây truyền nhanh, mạnh và nguy hiểm như là corona, như là Covid-19 đâu. Không có điều gì là ngẫu nhiên cả, quý Phật tử ạ. Chúng ta biết được rằng chắc là có lẽ đây là cộng nghiệp chung của nhân loại, của loài người ở thế giới ngày nay. Tại vì bên cạnh những sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, kinh tế thì càng ngày càng được tăng trưởng. Thời xưa đó thì vấn đề đói kém là một vấn đề nan giải, đúng không ạ? Nhưng mà thời nay thì vấn đề đói và kém thì như thế nào, quý Phật tử? Nó đã bớt đi rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể thiếu thốn một phần nào đó về cơ sở, về vật chất, về đời sống. Còn lại thì cái vấn đề đói và chết vì đói thì nó như thế nào ạ? Hiếm có rồi, là như vậy. Thì kinh tế càng ngày càng được ổn định, càng được phát triển. Khoa học kỹ thuật thì phát triển như vũ bão. Tuy nhiên chúng ta vẫn như thế nào ạ? Bất toàn, bấp bênh trước hiểm họa của thiên nhiên. Biết được như vậy rồi thì ngoài vấn đề chúng ta phát triển mưu sinh, ngoài vấn đề chúng ta phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thị trường, mọi thứ, thì cần phải nhớ đến một yếu tố, đó là tu tập tâm linh. Chỉ có sự tu tập tâm linh mới mang lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân của chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Nên chúng ta nhẹ nhàng trước đại dịch Covid là gì ạ? Không có nghĩa là chúng ta dửng dưng, không có nghĩa là chúng ta chủ quan, mà chúng ta nhẹ nhàng ở đây là chúng ta biết mọi thứ đều là nhân quả. Và biết được cái cốt lõi nhân quả là gì ạ? Đời sống vật chất càng ngày càng lên ngôi, nhưng đời sống tinh thần và đặc biệt là sự tu tập tâm linh của loài người như thế nào ạ? Chưa đủ. Hơn thua vẫn còn, ác độc vẫn còn, tranh giành vẫn còn, sân hận vẫn còn, tham lam vẫn còn, đố kỵ vẫn còn, ác độc vẫn còn, nhiều lắm. Và những cái nghiệp ác, những cái nghiệp bất thiện mỗi ngày trôi qua thì chúng ta vẫn đang gieo đấy. Và những cái nhân đó, người này gieo, xã này gieo, huyện này gieo, tỉnh này gieo, nước này gieo, châu lục này gieo, toàn thế giới đều gieo. Nó cộng nghiệp, nó tạo thành những cái đại dịch. Và một trong những đại dịch đó là đại dịch Covid-19. Biết được như vậy rồi thì chúng ta ráng mà tu nha. Khi chúng ta tu, chúng ta có tâm linh, chúng ta có lòng từ bi, mình hóa giải được những cái nghiệp của chính bản thân của mình, và tự nhiên sẽ có một cái từ trường bảo vệ chúng ta nha. Và kết hợp với những cái điều lệ, kết hợp với những cái quy định của chính phủ, của giáo hội, thực hiện được cái chế độ 5K, đúng không ạ? Để bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ sức khỏe cho mọi người, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Nhẹ nhàng trước đại dịch, không có gì phải quá lo lắng cả nha. Chúng ta cứ vì cộng đồng, mình làm điều gì thì mình cũng nghĩ về cộng đồng. Nên đại dịch Covid thực chất là một sứ giả đấy, mang đến cho chúng ta một bài học. Thời xưa đó mình nghĩ là gì ạ?
Mình nghĩ là tôi muốn làm gì thì tôi làm. Việc làm của tôi không ảnh hưởng đến ai cả. Nhà tôi ở, chân tôi đi, miệng tôi nói, mặt của tôi được tôi muốn bịt hay không, tùy tôi. Nhưng mà khi đại dịch Covid tới rồi thì chúng ta thấy cái hành động, cái việc làm của mình có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh không ạ? Có. Nên mỗi hành động, mỗi việc làm của chúng ta đều tác động lên cộng đồng này. Biết được như vậy là chúng ta cân đối lại từng lời ăn, tiếng nói và việc làm của mình. Covid dạy cho chúng ta bài học đấy. Rồi như thế nào nữa ạ? Covid dạy cho chúng ta một bài học là bình đẳng trước sinh, lão, bệnh và tử. Covid nó có ngó, ô người này giàu nè, né ra, người kia nghèo nè, xông vào. Covid nó có chọn lựa như vậy không ạ? Không. Người giàu hay là kẻ hèn đều bình đẳng trước căn bệnh và cái chết. Biết được như vậy rồi thì chúng ta cốt lõi địa vị, danh vọng, quyền lợi, chức quyền, giàu có, sang trọng, nó không quyết định hạnh phúc của mình, đúng ạ? Mà nó chỉ là phương tiện thôi. Nên Covid cho chúng ta nhiều bài học lắm, nên chúng ta không có đáng lo ngại nha. Thôi hôm nay là những ngày chuẩn bị mùa xuân đã chuẩn bị đến, gọi là năm hết Tết đến xuân về đấy. Thì cái Thành xin được chia sẻ đến toàn thể nam nữ quý Phật tử một đề tài, đó là Tết nghĩa là gì. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Thường thường á, mình gọi Tết, nghe nếu mình nhắc một chữ Tết thì mình biết Tết là Tết gì ạ? À, đúng rồi, Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch hay là Tết ta, đúng không? Còn những cái Tết còn lại đó mình phải chỉ mặt đặt tên. Ví dụ thông thường trong một năm thì chúng ta có bao nhiêu cái Tết nhỉ? Đầu tiên là Tết gì? Ngày mùng 5 tháng 5 gọi là Tết gì nhỉ? Ngày mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, đúng không? Rồi cái ngày mà 15 tháng 8 là Tết gì nhỉ? Tết Trung Thu. Rồi ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch là ngày Tết gì nhỉ? Tết Hiếu Nhi, đúng không? Nên những cái Tết đó thì chúng ta phải chỉ mặt đặt tên. Đây là Tết Trung Thu, đây là ngày Tết Thiếu Nhi, đây là Tết Nguyên Tiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải chỉ mặt đặt tên. Còn riêng chúng ta chỉ cần gọi Tết là mình biết Tết ta, Tết âm lịch và Tết Nguyên Đán là như vậy. Tại vì sao ạ? Tại vì trong tất cả những ngày Tết thì được xem Tết Nguyên Đán là một ngày Tết lớn nhất, ý nghĩa nhất đối với dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và một số nước ở châu Á nói chung. Vậy với nhãn quan, với cái lăng kính, với cái cách nhìn, với cái quan điểm của Đạo Phật thì Tết có những ý nghĩa gì? Tại nhiều lúc chúng ta 50 tuổi có, 60 tuổi có, 70 tuổi có. Ở đây có cụ nào hơn 70 tuổi không ạ? Một cụ, hai cụ, ba cụ, là coi như là gần 80 đi ha, U80 rồi. Thì mỗi người sẽ có những cái sự trải nghiệm về cái Tết, đúng không ạ? Nhưng hôm nay chúng ta nhìn cái sự Tết này, cái Tết Nguyên Đán này với nhãn quan, với quan điểm của Đạo Phật thì có những ý nghĩa gì? Nếu mình biết được những ý nghĩa này rồi thì tốt. Còn nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta bổ sung. Để làm gì? Để mỗi cái Tết đi qua là chúng ta có thêm đạo lý. Mỗi cái Tết đi qua là chúng ta có thêm niềm vui. Và niềm vui nó được đảm bảo bởi chánh pháp. Tại sao ạ? Tại vì có những niềm vui mình thấy nó vui đó, nhưng càng vui càng tổ phước. Rồi có những niềm vui á, mình thấy nó vui đó, nhưng càng vui càng tổn hại đến chúng sinh. Nên có nhiều lễ hội, quý Phật tử biết đó, đầu năm nó có nhiều lễ hội. Nhiều lễ hội mà dựa trên cái nỗi đau của chúng sinh, dựa trên máu của chúng sinh để đem lại niềm vui cho những người tới trải hội. Thì cái niềm vui đó có đúng chánh pháp không ạ? Cũng không, đúng ạ. Hoặc là nếu chúng ta chưa hiểu đạo, chúng ta chưa phát khởi được lòng từ bi, thì Tết đến xuân về không cần trễ hội đâu. Ngay trong gia đình của chúng ta,
chúng ta tụm năm tụm bảy gia đình lại đó, mình vui đấy, vui vầy bên bố, bên mẹ, bên ông, bên bà, bên anh, bên chị đó. Nhưng nhiều lúc chúng ta cũng đem lại nỗi khổ, niềm đau cho một chúng sinh nào đó. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhìn ý nghĩa của ngày Tết qua lăng kính của Đạo Phật, để mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mình đến với cái Tết đều đầy đạo lý, và sau một cái Tết chúng ta có thêm nhiều công đức lành. Có đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Vậy đầu tiên Tết nghĩa là gì ạ? Tết nghĩa là gì? Có nhiều người nói dạ thưa thầy, Tết là tiêu tốn thầy ạ. Nói vậy sao vậy? Thưa thầy, đang yên đang lành tự nhiên Tết nó tới, Tết là phải mua bánh, mua kẹo, mua mứt đúng không ạ? Gói bánh chưng, gói bánh dài, trang trí nhà cửa đủ thứ, mệt quá à. Nên Tết là tiêu tốn đúng không? Đúng hả? Có một cái nghịch lý vậy nè. Con nít trẻ em, ví dụ các em nhỏ ngồi đây nè, nghe Tết tới các con có vui không? Vui đúng không? Ai cũng vui, đặc biệt là mấy em nhỏ, tại vì có áo mới nè đúng không, được bố mẹ ông bà, đặc biệt là các anh chị như thế nào, lì xì Tết đúng không, vui lắm. Nhưng mà càng lớn lên, đặc biệt là những người nào mà trung niên lão niên, thì mình có sợ Tết không? Sợ. Hồi nhỏ đó thì thích Tết, nhưng mà lớn lên thì lại sợ Tết đúng không? Nói vậy thôi, trên già hay là trẻ, mình miệng mình nói ô mình sợ Tết, nhưng thực chất nói gì nói ai cũng thích Tết đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì ý nghĩa đầu tiên của Tết là gì? Tết là sự sum vầy đúng không ạ? Sum họp gia đình, đặc biệt là những người nào mà có con em. Ví dụ nha, ở Bình Thuận, ở Bình Dương, ở một số tỉnh á, ở quê lên ấy, tỉnh xa xôi lên, các trung tâm thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, hay là đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều dân ở các tỉnh khác đổ về để như thế nào? Một là đi học, hai đi làm gì? Mưu sinh lập nghiệp, đi làm thuê, làm mướn, làm công nhân đó. Thì những người là bố, là mẹ, là ông, là bà ở dưới quê nhà, ngày thường á cũng nhớ con, cũng mong con đúng không ạ? Nhưng mà ngày Tết thì cái nỗi nhớ, cái sự mong ngóng của con cái nó nhiều hơn hay ít hơn ạ? Nhiều. Ví dụ 25 Tết mai cũng đã chuẩn bị nở, nụ cũng đã đầy, chuẩn bị nở hoa hết rồi. Nhìn thấy nhà này, nhìn thấy nhà kia, con người ta đã về mà con của mình vẫn không thấy đâu, thì có buồn không? Buồn lắm. Thường thường là không có cơ hội để quay trở về sum vầy. Nhưng mà Tết đến thì thường thường ai cũng được nghỉ, nghỉ Tết. Đi dạy cũng được nghỉ, đi làm cũng được, được nghỉ, đi học cũng được nghỉ. Nên có phải là Tết là cơ hội để chúng ta quay trở về với gia đình để sum vầy đúng không ạ? Nên Tết nghĩa đầu tiên là sum vầy. Nên có thể là người trẻ thì vô âu vô lo, đặc biệt như các em nhỏ này, vui với niềm vui đơn sơ, vui với niềm vui tinh khôi của một em nhỏ. Nhưng các cụ mặc dù tuổi đời càng ngày càng cao, đúng không ạ? Tết thì cũng lo nhiều thứ lắm, mà đúng là Tết rất là tốn kém mua đồ. Nhưng ít nhất mình biết Tết là cơ hội, là dịp để con, để cháu, để những người thân yêu sum vầy, sum họp với nhau. Và cái niềm vui của sự sum vầy, của cái sự sum họp, nó lớn hơn những niềm vui vật chất khác. Đồng ý không các cụ? Đồng ý không ạ? Nên ở đây Khai Thành hiểu và Khai Thành nghĩ tin chắc rằng, ví dụ năm đó con của mình vì một lý do nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Hà Nội không về được, thì gửi cho chúng ta số tiền là 20 triệu để ăn Tết. Với một trường hợp con của mình nó sắp xếp được mọi việc và nó không nhận thêm công việc Tết nữa, nó về nhà nó chỉ đưa cho mình 2 triệu xài Tết thôi, chúng ta thấy cái nào vui hơn? Cái 10 triệu mà không về với cái 2 triệu mà về ăn Tết với chúng ta, cái nào vui hơn?
Đúng rồi, nên có phải là cái sự sum vầy, cái niềm vui, cái hạnh phúc của sự sum vầy nó lớn hơn giá trị của vật chất, đúng không ạ? Đúng, nên Tết đầu tiên, Tết có nghĩa là sự sum vầy. Tuy nhiên, ngày nay có một bộ phận nghĩ rằng Tết là ngày của sự du lịch, Tết là ngày của sự đi đây đi đó để mở mang kinh nghiệm, Tết là một ngày nào đó để mình đến những nơi xa xôi để trải nghiệm những vùng đất mới và quên đi hình ảnh của bố và mẹ, của ông và bà, của anh và chị đang như thế nào ạ, mong đợi mình. Và thế là những ngày Tết họ không về thăm bố mẹ, họ nghĩ rằng ô, thời đại ngày nay đâu nhất thiết phải về đâu, cầm điện thoại lên video call, Zalo có, Viber có, Messenger có, rồi là FaceTime có, nhìn mặt đã đủ rồi. Và thế là thời gian này người ta đi đâu? Đi toàn những danh lam, những thắng cảnh du lịch mà quên đi nơi trở về. Thì xin hỏi, ví dụ chúng ta có những người con như vậy, mình có buồn không ạ? Có không? Buồn, tủi thân lắm. Đặc biệt là các cụ già, cái tên hiểu mà, tâm lý. Mặc dù mình chưa già nhưng mình nhìn thấy bố, nhìn thấy mẹ, ông bà, những người lớn tuổi, mình cảm nhận được rằng tiền đối với các cụ bây giờ không còn quá quan trọng nữa, mà quan trọng là hình ảnh của con cháu mình về sum tụ. Con mình về có thể là ồn ào hơn, cháu mình về có thể náo loạn căn nhà của mình, nhưng trong cái sự ồn ào đó mình vẫn cảm thấy vui không ạ? Rất là vui nha. Nên một lời gửi gắm, nếu ai có tư tưởng thời đại công nghệ thông tin rồi, mình chỉ cần gọi điện mà không cần về với bố với mẹ trong những ngày Tết, mà dành thời gian những ngày Tết để du lịch, để đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia mà không dành thời gian về với bố với mẹ, thì chúng ta hãy xem lại nha. Du lịch có thể đi lúc này, có thể đi lúc khác, nhưng xin thưa bố mẹ không đợi mãi chúng ta quay trở về đâu. Một ngày nào đó mình chợt tỉnh ngộ, mình biết bố mẹ là quý giá và mình đợi đến cái ngày Tết được về với bố mẹ, nhưng hỡi ơi, cơn gió vô thường đến. Vì sao? Vì mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Khi mình kịp tỉnh ngộ thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi, được không ạ? Nên lỡ ai có quan điểm Tết là ngày du lịch, hãy xem lại quan điểm đó. Du lịch lúc nào cũng được, nhưng cái ưu tiên số 1, ưu tiên đầu tiên là hãy dẫn con, dẫn cháu của mình về như thế nào ạ? Gặp ông, bà, cha, mẹ để quay quần bên bữa cơm gia đình vào ngày Tết. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên Tết là sự sum vầy nha. Tết là sự sum vầy, nên chúng ta cố gắng nhắc nhở nhau một cái đạo lý, Tết phải sum vầy nha. Đừng vì bất cứ một lý do, đừng vì bất cứ một cái cảnh đẹp nào đó mà chúng ta quên đi mái ấm của gia đình. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt như ngày nay, đó là gì ạ? Covid. Có nhiều em du học sinh, có nhiều bạn đang kẹt lại ở nước ngoài, đúng không ạ? Chưa đủ điều kiện để về. Thì mặc dù biết hạnh phúc khi những ngày Tết đó là sự sum vầy, nhưng họ không về được. Điều đó như thế nào ạ? Là một điều bất khả thi, tại vì điều kiện chung, vì an toàn của xã hội họ không về được. Còn ngược lại, có nhiều trường hợp không phải do dịch bệnh, không phải do Covid, mà do chúng ta không muốn về, hoặc chúng ta muốn đi một nơi khác, thì hãy xem lại nha. Tết đầu tiên là sum vầy. Ý nghĩa thứ hai của Tết đó là sự thiêng liêng. Ngày Tết không chỉ là một lễ hội, ngày Tết không phải chỉ là một ngày sum họp đơn giản, mà ngày Tết là thiêng liêng. Thiêng liêng lắm mọi người ạ. Ví dụ như ngày Tết mình trang hoàng cây, trái, bông, quả, bàn thờ, quét vôi, dọn dẹp nhà cửa, nấu cái nồi bánh chưng. Những ngày còn lại trong năm mình làm được điều này không ạ? Làm được. Nhưng mà ngày Tết mình làm những điều này, tay mình làm, chân mình đi, nhưng mà trong trái tim nó có sự thổn thức
của một giá trị thiêng liêng. Tại vì Tết nó mang tính chất là truyền thống dân tộc, đạo đức, nhân bản, nhân văn. Nên Tết là thiêng liêng đó, rất thiêng liêng luôn. Đặc biệt là cái thời khắc giao thừa, chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mình thắp ba nén hương trên bàn Phật, mình thắp những nén hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên để mình dâng lên những lời khấn nguyện. Lúc đó mình có cảm giác sự thiêng liêng của đất trời không ạ? Có. Nên Tết là sự thiêng liêng của dân tộc, quê hương, đất nước, truyền thống của gia đình. Nên ý nghĩa thứ hai của Tết là thiêng liêng nha. Chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải giữ gìn được cái bản sắc dân tộc này. Tết ta là Tết âm lịch, Tết nguyên đán. Nhiều lúc ngày nay chúng ta bị hướng ngoại nhiều quá, hướng ngoại nhiều quá. Chúng ta chú trọng vào những lễ hội của nước ngoài du nhập, nào là Halloween, nào là Tết Tây, mà mình quên đi giá trị bản sắc Việt là nằm ở đâu ạ? Ở Tết nguyên đán nha. Nên Tết nguyên đán ngoài ý nghĩa sum vầy thì nó còn một ý nghĩa, đó là gì? Đó là sự thiêng liêng của đất trời, quê hương, dân tộc và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Cái thứ ba, ý nghĩa của cái Tết đó là Tết là sự sẻ chia. Tết là sự sẻ chia. Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy nói Tết là sum vầy, con hiểu. Tết là thiêng liêng, con cũng chấp nhận. Vậy Tết là sự sẻ chia nghĩa là sao? Ai biết ạ? Ai biết? Đơn giản thôi, người Việt Nam của chúng ta có một truyền thống là gì ạ? Bầu ơi thương lấy bí cùng. Sao nữa nhỉ? Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ví dụ mai cũng đã nở, đào cũng đã hé nụ, tất cả mình đã chưng, nào là bánh, nào là mứt, mọi thứ trong gia đình đã đầy đủ rồi, nhưng chúng ta nhìn cái nhà đối diện của mình vẫn sập sệ, người ta sống neo đơn, nghèo khổ, thì mình ăn Tết mình có vui trọn vẹn không ạ? Không. Mà lúc đó tự nhiên chúng ta có một cái lòng gì nhỉ? Thôi thúc được chia sẻ. Mình cầm hai cái đòn bánh tét, bánh chưng nè, mình cầm ít bánh kẹo nè, đúng không? Rồi mình như thế nào ạ? Có một cái phong bì 500 hay 200 gì đó, mình đi sang nhà bên cạnh của mình, biết gia đình đó khó khăn, nghèo, già và neo đơn nữa, thì có phải Tết là sự sẻ chia không ạ? Có. Tại vì sao? Mình thấy mình đang vui, mình đang hạnh phúc, mình đang sum vầy bên gia đình, thì mình thấy họ như thế nào? Nghèo, khổ, neo đơn, không có nơi nương tựa. Nên lúc đó Tết ban ngày, những ngày khác thì không biết như thế nào, nhưng mà Tết mình càng thấy họ hỏng hiu. Và thế là như thế nào? Mình mở lòng ra để mình đi chia sẻ. Nên chúng ta thấy là Tết đến xuân về, hầu như đa số và rất nhiều chùa tổ chức những hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, trao quà tặng cho người nghèo, giúp cho những học sinh nghèo hiếu học. Rồi nó không dừng lại ở chùa, mà có nhiều người, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều tổ chức những hoạt động thiện nguyện để hướng đến những người nghèo. Và cái thành biết có một nhóm thanh niên vào cái đêm giao thừa đó, quý Phật tử ạ, ở đặc biệt ở miền Bắc có nhiều, miền Nam cũng có nhiều rồi, thì đêm giao thừa đó, thay vì đêm đó người ta chăn ấm nệm êm, người ta ở nhà để mà chuẩn bị Tết, chuẩn bị lễ, chuẩn bị Tết, chuẩn bị lễ, thì ngày đó có một cái đội ngũ những em thanh thiếu niên nấu những cái bát cháo nóng, bỏ một cái phong bì 200.000, có những cái chăn, những cái mền, có những ổ bánh mì ngọt, đi hết tất cả các cung đường để xem những người vô gia cư, người thì nằm ở cái gầm cầu này, người thì nằm ở cái khu vực kia, lây lất qua ngày, tại người ta không có nơi để trở về vào những ngày Tết.
Và thế là như họ đi hết con đường này, đi hết con đường kia, tặng cho cụ ổ bánh mì, tặng cho cụ một cái tô cháo nóng, tặng cho cụ một phong bì, và tặng cho các cụ như thế nào? Một tấm chăn để qua đêm đông giá rét. Nên những hành động đó có ý nghĩa không quý Phật tử? Có nên tán thán công đức không ạ? Có, nên có phải Tết là sự sẻ chia không? Đấy, nên Tết là sự sẻ chia, được không ạ? Nên nếu chúng ta có cơ hội, có những tổ chức đoàn thể, có những chùa nào có tổ chức những hoạt động từ thiện thì tùy theo công, theo sức của mình nha. Mình có thể đóng là 20.000, 10.000, 5.000 chẳng hạn, để như thế nào ạ? Cùng chung tay góp sức từ thiện sẻ chia. Hoặc nếu mà chúng ta có điều kiện nữa thì Tết đến rồi, bây giờ vẫn còn kịp này quý Phật tử, chúng ta coi lại nguyên cái, chúng ta thì không dám đào to búa lớn, nhưng ít nhất mình xem nguyên cái con đường của mình đấy, mình đang ở đúng không ạ? Đúng là mình không có giàu, nhìn lên thì chúng ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống có rất nhiều người như thế nào ạ? Không bằng mình. Nên mình list xem trong làng xóm này có cụ nào sống một mình hay không, neo đơn hay không, nghèo khó hay không, con cái không có hay không, hay là bị bệnh hiểm nguy, bị bệnh nan y mà nghèo khổ hay không. Nếu có thì chúng ta như thế nào ạ? Tích lại danh sách. Mình mua 10 kg gạo, một thùng mì gói, đúng không ạ? Hai đòn bánh, bánh tét, một phong bì 50.000. Mình tới cái gia đình đó để mình giúp đỡ tận tay, từ thiện tận tay, thì có phải Tết là sự sẻ chia đúng đúng ý nghĩa không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Đồng ý nha. Nên ráng nha. Nên chúng ta chỗ nào mình cũng làm từ thiện được cả, chúng ta ráng. Còn nếu những em thanh niên nó dạ thưa thầy, nhưng con không có tiền thì phải làm sao? Không sao cả. Mình thấy gia đình nào mà có khó khăn về kinh tế, gia đình nào đặc biệt là những gia đình mà có ông bà già neo đơn ấy, thì chúng ta tới đó phụ như thế nào ạ? Quét, dọn, sơn phết lại, rồi ngứt lá mai, trang trí cái căn nhà cho cụ được sạch sẽ đón Tết, thì có phải đó là sự sẻ chia không ạ? Cũng là một sự sẻ chia đó nha. Nên nhớ Tết là xung vầy, Tết là thiên liên, nhưng hãy nhớ Tết còn là sự sẻ chia, cho đi. Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Cái thứ tư, Tết nghĩa là gì? Tết là nghĩa là tình đấy. Nghĩa là sao? Tết có phải là mình ăn Tết một mình không ạ? Có không? Không. Đầu tiên là gì? Ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em trong một gia đình, hết chưa? Chưa. Những ngày Tết mình còn có cái phong tục gì nữa nhỉ? Phong tục gì nữa nhỉ? Đi chúc Tết đúng không? Có nghĩa là nhà này đi chúc Tết nhà kia, rồi nhà kia lại đi chúc Tết nhà nhà nọ. Ở đây có phong tục đó không ạ? Có không? Tại vì quê của cái thành là miền Trung, thì cái thành thường thường là mùng 1 Tết thì ít ai đi chúc Tết, trừ những trường hợp là anh chị em họ hàng thân thiết mới đi chúc Tết thôi. Còn lại là ngày mùng 2 trở đi đó, thì thường thường ba mẹ của cái thành đó, là ba ở nhà thì mẹ lại đi chúc Tết, mẹ ở nhà ba là đi chúc Tết. Luôn luôn trong gia đình phải có một người lớn để làm gì ạ? Để lỡ người khác đến chúc Tết cũng sẽ có con mình ở nhà. Chúc Tết đơn giản lắm, tới như thế nào ạ? Thắp một nén hương cho Phật, cho ông bà tổ, tổ tiên, rồi như thế nào? Ăn vài hột dưa, uống một tách trà, ăn một cái bánh, một cái mứt, một cái kẹo, rồi như thế nào? Chúc một câu, ví dụ năm nay chúc cho anh được như thế nào ạ? Vạn sự hanh thông, cát tường như ý. Rồi bên kia cũng như thế nào? Cảm ơn, chúc lại, bắt tay rồi ra về. Nó đơn giản nhưng nó có đạo lý, nó có tình, nó có nghĩa không ạ? Có. Nên Tết có phải là tình, là nghĩa không quý Phật tử? Có không ạ? Có mà im ru vậy ta, có phải vỗ tay chứ. Nên Tết là gì? Là nghĩa, là tình đấy. Nghĩa tình đầu tiên như hồi nãy chúng ta nói là nghĩa tình của những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ. Ví dụ xuân về Tết đến, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đi chúc Tết người này người kia, nhà này nhà nọ, thì trong gia đình chúng ta cũng chúc Tết lẫn nhau đúng không? Và có nhiều gia đình truyền thống đó, ông bà ngồi ở trên đúng không, ba mẹ ngồi bên dưới, con cái ngồi phía sau, ba mẹ lên chúc Tết ông bà đúng không ạ?
Rồi như thế nào? Mừng tuổi ông bà. Con cháu cũng lần lượt chúc Tết ông bà, cha mẹ và mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ. Rồi ông bà, cha mẹ như thế nào ạ? Con cháu nó chúc Tết xong nó xếp hàng, thế là ông bà như thế nào? Lì xì cho các con, các cháu. Có nhiều cụ mặc áo dài, khăn đóng, mà thường thường Tết chúng ta mặc màu gì cho nó rực rỡ? Màu gì nhỉ? Màu đỏ hoặc màu vàng, mang áo dài ngồi phía trên. Con cháu tới như thế nào ạ? Chúc Tết, mừng tuổi, rồi ông bà lại lì xì lại. Cái phong bao lì xì đó nó không có ý nghĩa là tiền đâu, mà phong bao lì xì đó có nghĩa là gì ạ? Gói gọn trong đó là tình lá, là nghĩa. Nên Tết là tình, là nghĩa đó. Như vậy, với thêm một điều, chúng ta đi chúc Tết người này người kia, chúng ta chúc Tết những người thân yêu trong gia đình của mình, đủ chứ ạ? Chưa. Mà còn một điều tuyệt vời nữa, đó là gì ạ? Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví con cha mẹ sao nên thân người. Thế là gì? Người sống đã đành, nhưng chúng ta không quên đi người đã mất. Đang gì? Giao thừa, hoặc trước giao thừa mình làm một mâm cơm, mâm cỗ, mình khánh, mình vái, mình mời ai về ăn Tết chung nhỉ? Đúng rồi, ông bà, tổ tiên nhiều đời để về ăn Tết chung. Nên mình đang sống, mình nghĩ đến nhau, mình sống với nhau, có tình có nghĩa đã đành. Nhưng Việt Nam của chúng ta có một giá trị vô cùng tuyệt vời, đó là gì? Nghĩ đến những người đã khuất, là ông, là bà, tổ tiên nhiều đời của mình. Để như thế nào? Để khánh, để vái, để mời về ăn Tết. Thì có phải là nghĩa, là tình không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Đồng ý nha. Nên ở đây cái thành hỏi nhỏ này, chúng ta còn giữ lại cái phong tục là cúng mời ông bà về ăn Tết không? À còn, đấy là nghĩa, là tình đấy. Nếu Tết đơn giản là sự sum vầy của những người sống, mà thiếu đi cái sự biết ơn, cái sự nhớ ơn những người đã mất bằng cái nghi thức, đó là gì ạ? Thỉnh mời ông bà về ăn Tết chung, thì nó thiếu đi cái nghĩa, thiếu đi cái tình. Nên nãy giờ chúng ta thấy đó, Tết nhiều ý nghĩa không ạ? Có nha. Và một trong những điều đó là nghĩa tình, phải nhớ đến những người đã mất, đúng không ạ? Thỉnh mời về để ăn Tết. Thỉnh mời ở đây có phải là thỉnh một cái là ông bà hiện hồn lên rồi về ăn Tết chung không ạ? Có không? Không. Rồi bàn thờ mình chưng bông, chưng quả, chưng trái cây, làm một mâm cơm đầy đủ, có phải ông bà hiện lên ngồi đó ăn với mình không? Cũng không. Ông bà không có ăn đâu, nhưng đó là hình thức tượng trưng. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Là một bài học không lời cho ai? Cho ai? Cho con, cho cháu của mình. Ví dụ các em nhỏ ngồi đây, nó thấy bố mẹ cúng. Hồi xưa cái thành cũng vậy, mình nhỏ mà thấy bố mẹ cúng một mâm ngoài trời, cúng giao thừa, một mâm cúng Phật và một mâm cúng trên bàn thờ tổ tiên. Nói ba ơi, cúng cho ai vậy? Nó cúng cho ông bà, để mời ông bà về ăn Tết. Lúc đó mình chỉ biết vậy thôi, nó thấm vào trong đầu. Bây giờ mình lớn lên mình mới hiểu, nhìn vào hành động đó là một bài học không lời, là phải nhớ ơn, biết ơn, đền ơn và báo hiếu ông bà tổ tiên. Nên chỉ là một mâm cơm đơn giản, chỉ là một cái bài khấn, một lời mời ông bà tổ tiên về, nhưng nó giúp cho các em nhỏ này này giữ lại những nét đẹp truyền thống và cho nó một bài học không lời về sự đền ơn, biết ơn và hiếu thảo. Ý nghĩa thứ hai là gì ạ? Những người họ có thể đã mất, họ không tồn tại bằng xương bằng thịt trên cuộc đời này, nhưng những giá trị của họ để lại cho cuộc đời này, sinh thần, dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta nên người, thì mãi mãi vẫn trường tồn. Và chúng ta có cần nhớ không ạ? Cần phải nhớ nha. Nên cái mâm cơm cúng rước ông bà ý nghĩa lắm mọi người ạ. Tuy nhiên, mình rước, mình cúng ông bà, mình biết ông bà mình không có ăn, ông bà mình cũng không có ngồi trên bàn thờ đâu, chúng ta phải nhớ điều đó, đúng không ạ? Nên khi cúng đấy, chúng ta nhớ tâm là quan trọng nhất. Mình phải thành tâm, đừng nghĩ thôi cúng đi, nhà này cúng, nhà kia cúng, mình không cúng thì người ta nói ra nói vào, rồi mình không cúng là sợ thách đức, mình không cúng là sợ ông bà của, không có đâu. Mà mình cúng là vì sự biết ơn, đền ơn, vì tình, vì
vì nghĩa, vì sự báo hiếu mới cúng. Thì cúng như vậy mới ứng được tâm nha, chứ không phải là cúng qua loa, cúng cho có lệ, cúng để sợ người ta chê cười, không phải, mà cúng vì lòng biết ơn, báo ơn và lòng hiếu thì mới có phước, có công đức được. Thứ hai, cúng thì cố gắng hạn chế tối đa, đừng cúng đồ mặn. Đừng giết con gà, đừng giết con vịt, đừng giết con trâu, đừng giết con chó, đừng giết con bò, đừng giết bất cứ một con vật gì cả. Cứ rau, củ, quả, trái cây, hương hoa và những thức ăn, ăn chay. Để lỡ ông bà của chúng ta chưa đủ duyên, đủ phước để tái sinh vào làm người, để sinh vào các cõi lành, thì cũng không mang cộng nghiệp với chúng ta nha. Nên nhớ những ngày Tết, nếu con cúng cơm cho ông bà, làm những mâm để mà rước ông bà về, thì hãy làm chay hay mặn nhỉ? Chay, đồng ý 100% không? Đồng ý, cho một tràng pháo tay nha. Như vậy nên Tết là tình là nghĩa đó, tình nghĩa đối với những người còn sống, tình nghĩa trong gia đình, tình nghĩa với họ hàng làng xóm, và tình nghĩa cả với những người đã mất. Nên cái Tết nó có giá trị lắm nha, Tết giá trị lắm. Thêm một điều nữa, Tết là sự yêu thương. Ví dụ cái thành hỏi nè, ở đây ai cần sự yêu thương không ạ? Có cần không? Cần chứ. Mình sống trong cuộc đời mà ai nhìn cái thấy cái bản mặt của mình là ghét nè. Ví dụ đang ngồi nói chuyện, tùm ba tùm bảy là nói chuyện, thấy mình xuất hiện ai cũng nhìn lít lít. Cuối cùng mình vừa đặt ngồi xuống một cái là họ như thế nào? Họ đứng họ đi. Buồn không? Buồn. Nếu cuộc đời này mà không có tình thương sưởi ấm, nếu cuộc đời này không có tình thương kết nối là những con tim, thì là sỏi đá khô cằn và băng giá. Ai cũng cần tình thương cả, nhưng Tết thì cái sự tình thương nó càng nhiều hơn. Như lúc nãy cái thằng nói đó, ví dụ con cái nó bận làm việc này, bận làm việc kia, nó không về, ngày thường mình cũng hơi buồn buồn nhớ nhớ đúng không? Nhưng mà 30 Tết con mình chưa về, mồng 1 Tết cũng không thấy, qua mồng 3 Tết cũng không có thấy, thì mình có buồn không? Buồn nhiều hơn nữa đúng không ạ? Nên Tết là ngày như thế nào ạ? Cần nhiều tình thương hơn hết tất cả. Nên ở đây những người nào có công ăn, có việc làm, có gia đình. Tại vì sao ạ? Tại vì có một cái nghịch lý gì vậy này. Nước mắt thì muôn đời chỉ chảy xuống. Khi mình đến một chỗ nào đó mưu sinh lập nghiệp, có vợ, có con, lúc đó tất cả tình cảm của mình dành cho vợ, cho con của mình. Thế là mình quên đi bố và mẹ đang như thế nào, mỏi mắt chờ con về đấy. Và mình biết đó, mình cần tình thương thì bố mẹ, những người già càng cần tình thương nhiều hơn nữa. Đúng không các cụ U70, U80? Và nhân quả thì công bằng. Mình đối xử với bố mẹ như thế nào thì sau này con cái của mình sẽ đối xử với mình y như vậy đấy. Bây giờ con cái thấy Tết mình không về, mình chỉ chăm cho nó không à? Mình chăm cho vợ của mình, chăm cho con của mình, rồi các mối quan hệ bạn bè xã giao, mà mình quên đi bố đi mẹ. Lúc đó nó không có hiểu đâu, nó chỉ nhìn ồ Tết ba, Tết mẹ không về thăm ông bà, nó chỉ nghĩ vậy thôi. Lớn lên tự nhiên như thế nào, nó cũng có vợ, nó cũng có chồng, và nó nhớ lại à, Tết đâu cần phải về đâu. Tại vì sao? Tại vì thời xưa mình còn nhỏ, mình thấy ba mẹ đâu có về thăm ông bà đâu, đúng không? Nên như thế nào? Nhân nào quả đó. Ai cũng cần tình thương, nhưng Tết thì tình thương nó cần hơn. Và đặc biệt những người già thì càng cần chứa chan tình thương. Biết được như vậy rồi, mặc dù mình có vợ, mình có chồng, mình có con đề huề, nhưng đừng bao giờ quên đi tình cha và nghĩa mẹ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Nha. Nên Tết là sự yêu thương nha. Yêu thương nhau. Những ngày thường thì thôi, mình không biết, chúng ta còn tham, còn sân, đặc biệt là còn si mê đúng không? Nhiều lúc gặp người này, gặp người kia mình như thế nào? Mình còn mặt mày cau có, mình nói những thời không được ái ngữ đúng không? Nhưng Tết thường thường ông bà, cha mẹ mình hay nhắc chúng ta điều gì nhỉ? Nhớ nha, mấy ngày nay có vấn đề gì á thì xử lý đi nha. Đến ngày Tết anh chị em trong gia đình á,
tuyệt đối không được cãi nhau, tuyệt đối không được nặng lời nhau, tuyệt đối không được nói lời lớn tiếng với nhau, và nếu có nói thì nói bằng sự yêu thương. Đừng có cãi cọ những ngày đó, đừng có bực tức những ngày đó, đừng có tranh đấu những ngày đó, đừng có hơn thua những ngày đó, mà tất cả những ngày đó chỉ dành cho sự gì nhỉ? Yêu và thương. Đồng ý không? Đồng ý nha. Nói ở đây không có nghĩa là thôi răng nghiến răng chịu đựng 3 ngày Tết đến ngày mùng 4 sẽ biết tay ta. Có nhiều người nói như vậy đúng không? Không có. Tết là nhắc tình thương yêu, nhưng có nghĩa là những ngày còn lại có thương yêu không? Có, chứ không phải là một năm chỉ có 3 ngày Tết, 7 ngày xuân là thôi, cái gì cũng cười, cái gì cũng vui, mà qua đến ngày 11 là biết tay ta đó. Có phải không? Không nha. Sống thương yêu mãi mãi là như vậy. Nên Tết là sự yêu thương. Một nghĩa tiếp theo, Tết là sự an vui. Ở ngoài đời người ta chỉ nói Tết là phải gì nhỉ? Tết là phải lì xì hả? Tết là phải gì? Ở ngoài đời gọi là Tết là phải vui. Nên có một câu đơn giản là vui như Tết. Đúng không? Ngoài nói vui như nào? Ôi hôm nay trúng vé số vui như Tết đấy. Nên cái chữ Tết đồng nghĩa với vui. Nhưng trong quan điểm của đạo Phật thì Tết không chỉ là vui mà Tết là an vui. An vui nó khác niềm vui ngoài đời nha. Ví dụ đánh bài mà thắng vui không? Nhưng có an không? Không an. Tại vì sợ bây giờ đánh ngày mai đánh có thua không? Đúng không? Có thắng được không hay là thua? Thì vui đó nhưng có an không? Không. Đúng không? Nên có nhiều cái niềm vui ngoài đời mình thấy vui đó nhưng nó không bền. Tại vì sao? Nó không có an. Hoặc là gì? Hoặc là những cái lễ hội, ví dụ như chém lợn chọi trâu, mình chém được con lợn con trâu mình cái này cái kia, mình thắng trong những cái lễ hội đó vui đấy, nhưng có an không ạ? Không an. Tại nó niềm vui nó như thế nào ạ? Đặt trên sự đau khổ máu của chúng sinh. Cũng vậy, mình đánh bài 4-5 người đánh với nhau, tiền không tự nhiên sinh ra, tiền cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Thế là đánh 4 người với nhau, mình ăn hết tiền thì 3 người kia như thế nào? Hết tiền, buồn. Nên cái sự vui của mình đánh đổi bằng sự mất mát của người khác thì niềm vui nó không có bền. Còn Tết theo quan điểm của đạo Phật là Tết là phải bằng sự an vui. Nghĩa là gì? Niềm vui của mình cũng là niềm vui của mọi người. Nhớ điều đó nha. Mình muốn gia đình chúng ta được hưng thịnh, được phát triển, được bình an, được hạnh phúc thì hãy mang niềm vui, bình an, hạnh phúc đến với mọi người. Ví dụ Tết mình đi từ thiện, mình vui không ạ? Vui. Người nhận từ thiện có vui không ạ? Vui. Đây là an vui. Tết mình tới chùa, mình lễ Phật, mình thắp hương, mình cầu nguyện, mình vui không ạ? Vui. Mà nhiều người đi chùa cũng thắp hương, cũng cầu nguyện, cũng làm những điều tốt đầu năm, thì chùa có vui không ạ? Vui. Đầu năm mình trích ra một số tiền, mình ra ngoài chợ, mình mua cá, mình phóng sinh, mình vui không ạ? Vui. Rồi con cá, những cái con vật mình phóng sinh, nó có vui không ạ? Vui. An vui đấy. Hoặc mình thấy một người nào đó già trong làng, trong xóm hổng hiu, không ai quan tâm, mình tới đó mình tặng một món quà, mình một phong bao lì xì, mình chúc Tết, mình vui không ạ? Vui. Và cái cụ già đó có vui không? Cũng vui. An vui đấy. Nên Tết là phải an vui. Đồng ý không ạ? Đồng ý nha. Còn lại có những niềm vui mà nó không bền, nó không xuất phát từ cái sự tốt đẹp, không xuất phát từ tâm thiện lành, thì như thế nào ạ? Đừng dại mà vui nha. Đừng có cờ bạc, đừng có rượu chè, đừng có hút chích, đừng có nhăng nhít, đừng có chơi bời. Những cái điều vui đó càng vui càng tổn đi cái phước của mình. Được không ạ? Nhớ điều đó. Nên ý nghĩa tiếp theo, Tết là phải ăn vui. Tiếp theo, Tết là đạo lý. Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, vào chùa tu tập phước còn mai sau. Tết cũng vậy. Mình ăn Tết
bánh kẹo, mứt bánh ăn nhiều nó cũng tiểu đường đúng không? Bánh chưng, bánh tét ăn nhiều nó cũng bị béo phì đúng không ạ? Ăn đại khái thôi, ăn có mùi thôi, ăn cho có lệ thôi. Còn quan trọng Tết là phải sống trong đạo lý. Tại có nhiều người hỏi thầy ơi, năm nay làm thế nào để con được vạn điều như ý? Thì xin thưa chỉ có một công thức. Công thức gì? Sống theo đạo lý, vạn điều như ý. Nên Tết cứ đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, thương yêu con cháu, con cháu biết ơn ông bà, bố thí, cúng dường, phóng sanh. Thì xin thưa đây là một dấu hiệu tốt cho năm nay vạn điều sẽ như ý. Nên muốn vạn điều như ý, ở đây cái thành hỏi nhỏ này, chúng ta có muốn vạn điều được như ý không ạ? Làm cái gì cũng như ý, cũng cát tường, cũng thành công, ai muốn điều này đâu? Giơ tay. Không giơ tay là đáng chịu nha. Ai mà chả muốn đúng không? Nhưng bây giờ muốn làm cách nào để có phải là mình quỳ Phật ơi cho con vạn điều như ý, cầu cho con tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Có ai cầu không? Không có hả? Ở ngoài có nhiều người cầu một bài cầu dài lắm. Thì cầu Phật, xin Phật thì có được vạn điều như ý không ạ? Không. Mà muốn vạn điều như ý thì phải gì nhỉ? Sống theo đạo lý. Đồng ý không? Đồng ý nha. Nên xuân về Tết đến ai cũng muốn toàn những điều tốt đẹp. Nhưng hãy nhớ, muốn những điều tốt đẹp thì không phải cầu, không phải khấn, không phải xin, mà mình phải sống theo đạo lý. Sống theo đạo lý nghĩa là gì? Miệng nói điều thiện, thân làm điều thiện và ý nghĩ điều thiện. Thân làm điều thiện nghĩa là gì? Không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh hại vật, mà ngược lại như thế nào? Thương yêu, giúp đỡ, phóng sanh, bố thí, cúng dường. Miệng không làm điều ác nghĩa là gì? Không nói điều ác nghĩa là gì? Không nói lời ác độc, không nói lời thô bạo, không nói lời thêu dệt, không nói lời vu khống, không nói lời lưỡi hai chiều, không nói lời nịnh hót. Ngược lại nói lời gì? Chân thật, thiện lành và đẹp đẽ, hay còn gọi là chân, là thiện, là mỹ. Ý không nghĩ điều ác nghĩa là gì ạ? Không tham, không sân, không say, không tà kiến. Ngược lại, chánh kiến, không tham, không sân và không si. Và chúng ta giữ được thân, khẩu, ý, thanh tịnh, toàn là những điều thiện. Mình sống theo đạo lý thì chắc chắn một điều, vạn điều sẽ như ý. Đồng ý không? Đồng ý nha. Nên chúng ta thấy Tết có nhiều ý nghĩa hay không? Có nha. Nên lỡ ai đó có một đề xuất là hãy gộp lại Tết Tây và Tết Ta, chỉ ăn Tết Tây thôi, bỏ đi Tết Ta, thì chúng ta có bỏ không nhỉ? Không, tại Tết không phải chỉ là ăn Tết đâu, mà Tết còn vô vàn những ý nghĩa khác nữa. Tết là sự sum vầy, Tết là sự thiêng liêng ấm áp, Tết là sự sẻ chia, Tết là sự nghĩa tình, yêu thương, an vui và đạo lý. Thế là chúng ta phải cố gắng giữ gìn, phát huy những điều tốt đẹp trong Tết Nguyên Đán truyền thống này, để mình vui, mọi người vui, gia đình chúng ta vui, xã hội vui, đất nước vui, và cả hành tinh này đều vui trong đạo lý. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý nha. Nên hôm nay chỉ còn vỏn vẹn có vài ngày nữa thôi, chúng ta bước sang một năm mới, đúng không ạ? Thì nhân dịp này thì cái thành cũng xin kính chúc toàn thể năm nữ quý Phật tử, chúng ta khép lại năm Canh Tý, bước sang năm Tân Sửu, gia đình thanh quyến, được vạn sự hanh thông, cát tường như ý, tứ đại điều hòa, thanh khỏe, tâm an. Chúng ta sẽ tinh tấn tu hành, nghiêm trì được giới luật, gieo trồng được nhiều cội phúc lành, và mãi mãi được sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ.